ngành chức năng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoanh vùng 8 khu vực bãi tắm an toàn từ tháng 2 năm 2019 nhằm hạn chế tai nạn đuối nước trên bãi biển đường Trần Phú và bãi biển Hòn Chồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn có nhiều người dân và du khách ra tắm bên ngoài khu vực an toàn như quy định. Mỗi khu vực khoanh vùng bãi tắm an toàn rộng đến 200m², chiều bơi xa khoảng 100m với các dây phao bao quanh nhằm khi người tắm bị sóng cuốn ra xa có thể bám vào hệ thống dây phao này để chờ lực lượng cứu hộ ra ứng cứu. Tuy vậy, những ngày qua, vẫn có nhiều người dân và du khách phớt lờ các vùng an toàn trên, cố tình ra tắm ngay bên ngoài các khu vực có dây phao. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã xảy ra 3 trường hợp du khách chết do đuối nước tại hai bãi tắm trên. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cũng đã cứu hộ thành công 11 trường hợp du khách bị đuối nước. Việc du khách không tuân thủ vẫn tắm ngoài khu vực an toàn rất cần đến sự can thiệp nhắc nhở của lực lượng chức năng tại các bãi tắm.